Chào mừng quý vị đến với chương trình 60 giây của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh trong ngày mùng 6 cũng là ngày nghỉ Tết cuối cùng. Hôm nay cũng là cao điểm người dân quay lại thành phố làm việc dẫn đến tình trạng kẹt xe, ùn ứ cục bộ. Đó cũng là một trong những nội dung chính của chương trình hôm nay cùng với các thông tin đáng chú ý khác. Quốc lộ 1 đoạn qua một số tỉnh miền Tây ùn ứ cục bộ do lượng người rất đông đổ về thành phố. Việt Nam cải thiện 28 bậc trong chỉ số phục hồi COVID-19 theo báo Nikkei Nhật Bản. Người dân và du khách đổ về đường Hoa Nguyễn Huệ vui chơi trước giờ đóng cửa. Hôm qua, công an xử lý hơn 3.000 trường hợp, nổi cộm là các vụ vi phạm nồng độ cồn. Sáng ngày 6 tháng 2, tức mùng 6 Tết, người dân từ các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long rời quê, khởi hành lên các thành phố lớn như thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai để chuẩn bị làm việc sau kỳ nghỉ dài. Do lượng người di chuyển rất đông, kèm theo đúng thời điểm xuất hiện đợt triều cường, nên tuyến quốc lộ 1 qua các tỉnh thành như Cần Thơ, Vĩnh Long, Tiền Giang luôn quá tải, có đoạn xảy ra ùn ứ cục bộ. Rất đông người di chuyển bằng xe hai bánh. Từ hơn 9 giờ sáng, hàng ngàn phương tiện đã ùn ứ trên tuyến quốc lộ 1 đoạn qua quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ. Gần 12 giờ trưa cùng ngày, tại điểm nối thành phố Vĩnh Long, tuyến tránh thành phố Vĩnh Long, rất đông phương tiện từ nhiều hướng hòa vào tuyến quốc lộ 1 để qua cầu Mỹ Thuận. Các phương tiện nối đuôi nhau nhiều cây số để chờ qua cầu. Phà Đình Khao nối thành phố Vĩnh Long Bến Tre bằng quốc lộ 57 cũng xảy ra tình trạng tương tự. Hai chiếc phà 200 tấn hoạt động hết công suất nhưng cũng không xuể. Còn tại nút giao An Thái Trung, các quốc lộ 1A, quốc lộ 30, điểm cuối đoạn cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận cũng xảy ra ùn tắc cục bộ kéo dài đến cầu An Hữu. Trước tình trạng trên, lực lượng cảnh sát giao thông công an các tỉnh Vĩnh Long và Tiền Giang đã có mặt tại các điểm nóng trên quốc lộ 1 và đoạn cuối cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận để điều tiết phân luồng đảm bảo an toàn giao thông. Tình hình người dân trở lại thành phố cũng khiến các bến xe đầu mối và khu vực cửa ngõ thành phố ùn tắc dài hàng km trong sáng nay. Ghi nhận tại bến xe miền Đông và bến xe miền Tây, ngay từ sáng, dòng xe đưa khách từ các tỉnh về thành phố liên tục ra vào bến. Tại khu vực bãi đậu xe, hành khách chen chúc nhau chờ lấy hành lý, hối hả ra bắt taxi, xe ôm để về nhà, khiến khu vực phía trước cổng hỗn loạn. Lượng người đổ về khu vực bến xe mỗi lúc một đông, khiến việc lưu thông của người dân trước bến xe gặp rất nhiều khó khăn. Trong khi đó, hàng ngàn người từ các tỉnh miền Tây cũng ùn ùn trở về thành phố Hồ Chí Minh bằng xe máy, khiến quốc lộ 1A đoạn qua huyện Bình Chánh liên tục bị ùn ứ kéo dài hàng km ngay từ sáng sớm. Giữa trưa nắng gắt, hàng ngàn phương tiện chen chúc trên đoạn đường hẹp để về lại thành phố. Cùng ngày, lực lượng cảnh sát giao thông công an thành phố Hồ Chí Minh cũng triển khai lực lượng đồng loạt ra quân điều tiết giao thông tại nhiều tuyến đường cửa ngõ ra vào thành phố, đảm bảo an ninh trật tự cho người dân quay trở lại thành phố làm việc và học tập. Dự đoán tình hình giao thông trên địa bàn sẽ còn diễn biến phức tạp trong những ngày sau Tết. Lượng khách đổ về các bến xe đầu mối sẽ còn tăng cao trong tối nay và ngày mai. Ban quản lý cảng vụ đường thủy Quảng Ngãi cho biết đã cho tăng thêm 12 chuyến tàu vận tải hành khách ra vào huyện đảo Lý Sơn trong ngày mùng 5 Tết. Việc này nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại tăng cao đột biến sau Tết. Từ ngày mùng 3 Tết đến nay, trung bình mỗi ngày có khoảng 2.000 lượt khách ra vào huyện đảo Lý Sơn. Riêng trong hôm nay có gần 3.000 hành khách ra vào huyện đảo, trong đó gần 2.000 người từ đảo Lý Sơn rời quê sau Tết. Giá vé tàu Tết tuyến Sa Kỳ Lý Sơn vẫn giữ nguyên như ngày thường không tăng giá. Công tác kiểm soát dịch bệnh được thắt chặt hơn khi Lý Sơn đã mở cửa đón du khách ra tham quan du lịch dịp Tết. Tính đến hôm qua ngày 5 tháng 2, nhiều xe container chở chuối, thanh long và một số hàng nông sản của Việt Nam đã được xuất khẩu sang Trung Quốc. Đây là tin vui cho ngành rau quả Việt Nam bởi trước đó, phía Trung Quốc thông báo sẽ nghỉ Tết vài ngày, khiến giao thương ách tắc. Trung Quốc hiện là thị trường lớn nhất của ngành rau quả Việt Nam, chiếm đến 53,7% thị phần trong năm 2021, tương đương hơn 1,9 tỷ đô la Mỹ giá trị. Từ năm 2019 kể về trước, Trung Quốc từng chiếm hơn 70% thị phần rau quả xuất khẩu của Việt Nam. Chuyển sang các thông tin về dịch bệnh COVID-19, Việt Nam đã cải thiện 28 bậc trong bảng chỉ số phục hồi COVID-19 trong tháng 1 năm 2022 do tờ báo tài chính của Nhật Bản Nikkei công bố. Sở dĩ có được điều này là nhờ tỷ lệ tiêm chủng vaccine nằm trong top đầu thế giới và những tín hiệu mở cửa du lịch. Với việc tiến tới chiến lược sống chung với COVID-19, Việt Nam đã nới lỏng các quy định nhập cảnh đối với công dân nước ngoài từ cuối tháng trước. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng đề xuất từ ngày 31 tháng 3 tới, Việt Nam sẽ mở cửa hoàn toàn để đón khách du lịch quốc tế và đưa khách trong nước đi du lịch nước ngoài qua tất cả các cửa khẩu quốc tế. Đợt nghỉ Tết này kéo dài, người dân đổ đi du lịch khá đông trong bối cảnh dịch bệnh vẫn có những diễn biến phức tạp ở nhiều địa phương. Vì vậy, Bộ Y tế cảnh báo nguy cơ gia tăng số ca nhiễm mới sau Tết.
Bộ Y tế cảnh báo sự gia tăng đi lại của người dân, việc tổ chức lễ hội văn hóa, việc thăm hỏi người thân, tiềm ẩn nguy cơ lây lan dịch. Vì vậy, Bộ yêu cầu các địa phương tiếp tục tăng cường công tác phòng chống dịch, tăng cường thông tin để người dân hiểu về chiến lược thích ứng an toàn. Chính phủ đã đồng ý mua gần 22 triệu liều vaccine phòng COVID-19 của Pfizer cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi. Theo đó, Chính phủ giao Bộ Y tế chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện việc mua, triển khai tiêm cho trẻ lứa tuổi này, đảm bảo khoa học, an toàn, hiệu quả. Theo đánh giá cấp độ dịch, so với tuần trước, Hà Nội đã giảm nhiều số phường xã cấp độ 3 và tăng mạnh cấp độ 1. Trong khi đó, Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục là vùng xanh trong tuần thứ 5 liên tiếp. Toàn bộ 22 quận huyện thành phố ở cấp độ 1, không còn địa phương vùng vàng trở lên. Như vậy, trong hơn một tháng qua, dịch bệnh tại thành phố liên tục chuyển biến theo chiều hướng tích cực. Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Nhâm Dần đã được kéo dài thêm 2 ngày so với dự kiến và sẽ dừng hoạt động từ 19 giờ hôm nay. Vì thế, nhiều người dân và du khách đã tranh thủ đến vui chơi và chụp hình. Ghi nhận vào sáng nay, lượng người đến bắt đầu nhiều, càng giờ trưa càng đông hơn. Đến hôm nay mùng 6 Tết, nơi này vẫn ghi nhận lượng lớn người dân du khách đến tham quan, thưởng lãm và chụp ảnh. Mãi những năm trước thì thường mùng 3 xong sáng mùng 4 là đường hoa mình dọn dẹp. Còn năm nay thì mình mở rộng thêm được 2 ngày nữa. Thì nói chung là người dân thành phố cũng rất là hân hoan. Là ngày cuối cùng thì có thể là nó sẽ vắng vẻ hơn so với những cái ngày trước đây. Thành ra là mình cũng muốn đi vào những cái ngày như thế này. Khai mạc từ tối 27 Tết đến nay, số lượng khách tham quan đường hoa đã vượt 30% so với năm ngoái. Để duy trì diện mạo đường hoa khi kéo dài thêm 2 ngày, ban tổ chức đã bổ sung hoa thay thế. Các bộ phận kỹ thuật hậu cần, bảo vệ công nhân tiếp tục nhiệm vụ để đảm bảo an ninh an toàn phục vụ người dân. Cùng với đường hoa năm nay, lễ hội đường sách Tết Nhâm Dần 2022 tiếp tục gây ấn tượng với bạn đọc gần xa qua sự đầu tư công phu, cùng với đó là những hoạt động phong phú đặc sắc. Thưa quý vị, không gian đường sách Tết năm nay được thiết kế rất là ấn tượng và bắt mắt. Mọi hạng mục thì đều được đầu tư kỹ lưỡng cả về nội dung lẫn hình thức thể hiện. 50.000 tựa sách của các đơn vị xuất bản phát hành trên địa bàn thành phố được trưng bày trên đường sách dịp Tết này. Ngoài ra, ban tổ chức còn trưng bày báo xuân dưới dạng phiên bản điện tử. Năm nay mình đi thì mình thấy rõ ràng là họ thiết kế rất là phong phú và rất là trẻ trung. Mà con đi thì rất là đông vui nhưng mà lại vẫn cứ giữ được cái coi như là bảo vệ được cái 5K đó. Ngày Tết đi với được nhẫn nhơi, đi với mẹ thì em cảm thấy rất là vui. Theo Sở Thông tin và Truyền thông thành phố, tính đến hết ngày hôm nay, tổng số bản sách bán ra là hơn 35.000 bản, tăng gần 440% so với năm 2021. Riêng lượng khách tham quan tăng 800% so với năm ngoái. Sở Thông tin Truyền thông cũng đã cố gắng xây dựng một cái không gian thiết kế đường sách mang màu sắc trẻ trung, tươi mới hơn để thể hiện được cái tinh thần lạc quan của chính quyền và nhân dân thành phố. Đường sách Tết đã góp phần nâng cao văn hóa đọc đến người dân, tạo không gian giải trí, hoạt động văn hóa vui xuân, lành mạnh, vui tươi. Trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần, lượng khách du lịch đến tham quan nghỉ dưỡng tại tỉnh Phú Yên tăng cao. Đây là những tín hiệu đầu năm vui mới, tạo đà cho ngành du lịch địa phương thực hiện mục tiêu đón khoảng 2 triệu lượt khách trong năm 2022. Từ mùng 1 đến mùng 3 Tết Nguyên đán, tổng lượng khách du lịch đến Phú Yên đạt 19.800 lượt. Lượng khách tham quan tại các di tích danh thắng là hơn 20.000 lượt. Doanh thu hoạt động du lịch đạt gần 24 tỷ đồng. Tất cả đều tăng trên 50% so với cùng kỳ. Du khách chủ yếu đến từ Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Tây Nguyên. Tại các điểm kinh doanh du lịch dịch vụ, các danh lam thắng cảnh đều tuyên truyền nhắc nhở du khách thực hiện đầy đủ 5K. Các đơn vị lữ hành trong tỉnh chuẩn bị tốt các phương tiện vận chuyển khách và đảm bảo việc khử khuẩn. Trong năm 2022, tỉnh Phú Yên đặt ra mục tiêu đón khoảng 2 triệu lượt khách du lịch. Trong đó có 20.200 lượt khách quốc tế, phấn đấu đạt doanh thu 2.200 tỷ đồng. Tình hình những ngày đầu năm mới Nhâm Dần đã cho thấy những tín hiệu khả quan. Hai tác giả Việt Nam là Trần Việt Văn và Nguyễn Tấn Tuấn đã giành giải thưởng tại cuộc thi nhiếp ảnh gia du lịch của năm 2021. Đặc biệt, những ảnh đạt giải sẽ được trưng bày ở London trong tháng 4 và tháng 5 này. Travel Photographer of the Year, nhiếp ảnh gia du lịch của năm, là một trong những giải thưởng nhiếp ảnh được đánh giá rất kỹ lưỡng và nghiêm ngặt trên thế giới. Có 5 tác giả Việt Nam được chọn vào chung kết, trong đó tác giả Trần Việt Văn công tác tại báo Người Lao Động, đoạt giải nhì ở một ảnh về con người và câu chuyện, giải nhất ảnh Smart Shot e-Travel. Anh Diệp Thiêm với bộ ảnh về nghệ nhân Trịnh Ngọc làm giày da thủ công đã 90 tuổi ở Thành phố Hồ Chí Minh. Còn nhiếp ảnh gia Nguyễn Tấn Tuấn hiện sống và làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh.
Tác phẩm dự thi của anh là hình ảnh những con trâu nước di chuyển theo đàn, đi tìm nguồn cỏ mới trên hồ Dầu Tiếng ở Tây Ninh vào mùa nước cạn. Những sáng tác của Tấn Tuấn được xếp vào top ảnh giải khuyến khích trong một ảnh đơn. Tiếp theo trong chương trình, lực lượng cứu hộ Colombia tìm kiếm 17 người được cho là mất tích trong các đám cháy rừng ở khu vực Amazon. Hoạt động chào đón năm mới khác lạ, người sơn Tây Trung Quốc vác những khối băng đá trên lưng trần rồi diễu hành. Trở lại với chương trình, cùng với các thông tin quốc tế, tại Anh, đông đảo người dân New Zealand đã tập trung tại quảng trường Quốc hội ở thủ đô London để nhảy múa mừng ngày Quốc khánh New Zealand 6 tháng 2. Ngày nay cũng được gọi là ngày Hiệp ước Waitangi. Một phần không thể thiếu của ngày lễ chính là màn trình diễn điệu nhảy nghi lễ Haka đến từ những người đàn ông Kiwi. Sau 2 năm đại dịch, chúng tôi rất mong muốn được về nhà lúc này. Mong chính phủ New Zealand sắp tới sẽ có những sự thay đổi để chúng tôi gặp lại người thân càng sớm càng tốt. Phần còn lại của ngày lễ, cộng đồng Kiwi tại London sẽ cùng ăn uống, chúc mừng cùng người thân và bạn bè. Waitangi là tên của một địa danh nằm gần cực bắc trên đảo Bắc của New Zealand. Nơi này được biết đến là địa điểm các tộc trưởng người Maori của New Zealand và Hoàng gia Anh ký kết văn kiện thành lập quốc gia New Zealand vào ngày 6 tháng 2 năm 1840. Giới chức Colombia đang nỗ lực tìm kiếm khoảng 17 người được cho là mất tích trong các đám cháy rừng ở khu vực Amazon. Bộ trưởng Quốc phòng nước này đã trực tiếp thị sát khu vực và chỉ đạo công tác cứu hộ. Tháng Giêng vừa qua được ghi nhận là tháng nóng nhất tại khu vực Amazon của Colombia trong nhiều thập kỷ qua. Hệ quả là liên tiếp xảy ra các vụ cháy rừng tại khu vực rừng Amazon phía đông nam của nước này. Khói bụi cũng ảnh hưởng đến chất lượng không khí ở nhiều thành phố xung quanh, trong đó có thủ đô Bogota. Nắng nóng cộng với độ ẩm không khí thấp khiến công tác chữa cháy gặp nhiều khó khăn. Ít nhất 80% diện tích rừng Amazon thuộc Colombia được đánh giá là có nguy cơ cháy cao. Ngoài yếu tố thời tiết tự nhiên, các đám cháy rừng còn do nông dân đốt phá rừng, lấy đất trồng cây coca hay làm nơi nuôi thả gia súc. Theo số liệu thống kê của Cơ quan Bảo tồn và Phát triển Bền vững Colombia, ít nhất 938 vụ đốt phá rừng đã được ghi nhận trong tháng 1 vừa qua, mức cao nhất trong một tháng kể từ năm 2012. Bộ Tài chính Mỹ mới đây đã đưa ra một loạt các khuyến nghị để chống lại các hoạt động tài chính bất hợp pháp trên thị trường nghệ thuật. Cơ quan này đồng thời cũng cảnh báo thị trường nghệ thuật kỹ thuật số mới nổi, còn gọi là nghệ thuật NFT, có thể dẫn đến những rủi ro mới. Một báo cáo mới công bố của Bộ Tài chính Mỹ cho hay có một số bằng chứng về rủi ro xuất hiện hoạt động rửa tiền trên thị trường nghệ thuật giá trị cao. Theo đó, những đối tượng dễ bị nhắm tới nhất là các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ tài chính không phải tuân thủ luật chống rửa tiền hoặc chống tài trợ khủng bố. Báo cáo cũng cảnh báo các đặc điểm của nghệ thuật kỹ thuật số dễ tạo điều kiện cho hoạt động rửa tiền. Báo cáo cũng khuyến nghị một số phương án để giải quyết các rủi ro. Bộ Tài chính Mỹ cũng cho hay sẽ xin đóng góp ý kiến từ các bên liên quan, như Quốc hội Mỹ hoặc giới chuyên gia trong ngành. Những bức thư thất lạc sau hơn 50 năm cuối cùng cũng đến được tay người nhận. Câu chuyện hy hữu xảy ra ở Litva và đã mang đến nhiều cảm xúc cho những người trong cuộc. Trong bức thư được đóng dấu bưu điện vào tháng 3 năm 1970, một cô bé tên Eva ở Ba Lan phàn nàn rằng xe buýt không đến được làng của cô nữa và cô phải đi bộ ngoài trời trong thời tiết âm 23 độ C. Cô cũng nhờ người nhận, một cô bé 12 tuổi tên Genoveva Kolnovska sống tại thủ đô Vilnius của Litva, gửi cho cô hình các diễn viên cắt từ tạp chí. Sau 51 năm 9 tháng, bức thư cuối cùng cũng đến được tay người nhận. Bà Klonovska giờ đã 60 tuổi cho biết đã không thể nhớ được người bạn tâm thư của mình. Bà cho biết đã trao đổi thư với rất nhiều bạn bè người nước ngoài theo một chương trình thường được đăng trên báo. Bức thư của Eva là một trong loạt bưu phẩm của 17 người khác được tìm thấy mắc kẹt trong lỗ thông gió của một bưu điện cũ ở ngoại ô Vilnius. Nhân viên bưu điện chỉ tìm được 5 người nhận. Một số người đã qua đời và những bức thư được chuyển đến người thân. Nhiều người đã không giấu được xúc động khi nhận được những bức thư từ 50 năm trước, cho phép họ biết thêm về cuộc sống hàng ngày của cha mẹ mình ngày xưa. Cư dân tại một ngôi làng nhỏ thuộc tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc đã có hoạt động chào đón năm mới khác lạ, đó là vác những khối băng đá trên lưng trần và diễu hành vòng quanh. Xin khuyến cáo, hoạt động này chỉ dành cho những người đã quen với lạnh giá và tập luyện thường xuyên. Đại diện ban tổ chức cuộc thi cho biết, truyền thống có từ năm 1853, thời kỳ cuộc nổi dậy Thái Bình Thiên Quốc. Khi đó, để dập thế trận được xây dựng bằng hỏa lực của lực lượng triều đình nhà Thanh,
dân làng đã đi cắt băng từ sông Hoàng Hà ngay cạnh bên để mang vào làng, dùng nó để dập lửa. Những người tham gia, trẻ tuổi nhất là thiếu niên, cao tuổi nhất là các cụ già 80, đã thực hiện nghi lễ diễu hành, gồm đánh chiêng trống, vác cờ và đi quanh làng, với tảng băng lên tới 10kg trên lưng. Tôi bắt đầu tham gia diễu hành vác băng từ năm 16 tuổi, nay đã là 76. Tổng cộng là 60 năm tôi đã thực hiện nghi thức này. Đường đi vòng quanh làng khá là xa đấy, tôi ngày càng khỏe hơn là nhờ nó. Cuộc diễu hành nhằm thể hiện sức mạnh của cư dân địa phương. Và dù sau thử thách, phần lưng của nhiều người đã chuyển sang sắc tím xanh, nhưng họ vẫn khẳng định là không thấy lạnh. Sự kiện bay khinh khí cầu đang được tổ chức tại thành phố Peñaflor của Chile, thu hút sự theo dõi của người dân địa phương và du khách. Một số người may mắn còn được trải nghiệm bay khinh khí cầu. Từ 500.000 người đăng ký bốc thăm, ban tổ chức đã chọn ra khoảng 400 người để bay khinh khí cầu. Trong đó chỉ 20 người được lên khinh khí cầu bay tự do, tức là được thả bay trong gió. Những người còn lại được bay trên những khinh khí cầu bay treo, được neo tại chỗ và cách mặt đất khoảng 50 mét. Ban đầu tôi cảm thấy sợ, nhưng sau đó tôi có thể thưởng thức tất cả, từ khung cảnh cho đến cảm giác rất tuyệt. Đây là dịp để mang mọi người đến gần hơn với một trải nghiệm hiếm có, đó là trải nghiệm bay khinh khí cầu. Ai cũng có thể nhìn thấy khinh khí cầu, nhưng thấy chúng bay thật gần thì rất ít. Sự kiện diễn ra từ ngày 4 đến ngày 7 tháng 2 theo giờ Việt Nam. Những ai tham gia còn có cơ hội được bốc thăm để được huấn luyện làm phi công khí cầu. Trong tiết trời lạnh giá, hơn 150 người đến từ khắp nơi trên thế giới đã tham gia cuộc thi bơi lội vừa diễn ra tại thủ đô Stockholm của Thụy Điển. Sự kiện diễn ra tại hồ nước của khu bảo tồn thiên nhiên Hellas Garden hôm thứ Bảy ngày 5 tháng 2. Nhiệt độ của nước là 1,9 độ C. Dù vậy, cuộc thi vẫn thu hút đến 156 người tham dự, trong đó có người trên 70 tuổi. Tôi đã tham gia cuộc thi bơi này từ khi còn trẻ, giờ vẫn muốn tiếp tục. Tôi thấy mình như trẻ là vậy. Tôi rất phấn khích đến nỗi không cảm thấy lạnh nữa. Có thể ai đó nói rằng chúng tôi điên rồ khi trầm mình trong làn nước giá lạnh. Nhưng với tôi, đó là một sự vui sướng thật sự. Bơi trong làn nước lạnh giá những ngày đầu năm mới là một truyền thống hàng năm của nhiều nước châu Âu, trong đó có Thụy Điển. Người ta cho rằng nó đem lại sức khỏe và rèn luyện sức chịu đựng của bản thân. Tiếp theo trong chương trình, xe container chở hàng chục tấn hàng lật ngang tại đèo Lò Xo. Nhiều mô hình mới, cách làm hay đảm bảo an ninh trật tự ngoại ô thành phố. Phần thông tin an ninh trật tự và an toàn giao thông xin được quay lại với việc người dân đổ về thành phố sau Tết. Đến sáng nay, nhà chờ taxi sân bay Tân Sơn Nhất, thành phố Hồ Chí Minh vẫn bị quá tải, nghẽn cục bộ do có rất đông hành khách. Nhiều người phải xếp hàng rất lâu để đón taxi của các hãng, hàng dài dòng người đợi thang máy để lên lầu đón xe công nghệ. Các đơn vị tại sân bay đang tăng lực lượng, huy động thêm taxi để giải tỏa khách, tránh tình trạng chờ đợi đông đúc. Còn trong hôm qua, cũng xảy ra ùn tắc nghiêm trọng tại sân bay do nhu cầu đi lại tăng vọt. Tại khu vực nhà ga quốc nội, nhiều hành khách phải ngồi lại đợi vì không đón được xe để về nhà. Nếu có, giá cũng cao gấp nhiều lần ngày thường. Chỉ tính trong ngày 5 tháng 2, sân bay Tân Sơn Nhất phục vụ hơn 25.700 lượt khách đi và hơn 66.500 lượt khách đến. Lượng khách đông đột biến là do người dân trở lại thành phố Hồ Chí Minh trước mùng 7 Tết, ngày làm việc đầu tiên của năm mới. Chiều hôm qua, mùng 5 Tết, Cục Cảnh sát Giao thông cho biết công an các địa phương đã kiểm tra, phát hiện, xử lý hơn 3.000 trường hợp vi phạm luật giao thông, phạt tiền gần 3 tỷ đồng, trong đó xử lý 326 trường hợp vi phạm nồng độ cồn. Ngoài ra, lực lượng Cảnh sát Giao thông còn tạm giữ 11 xe ô tô, 508 xe mô tô, tước 399 giấy phép lái xe các loại. Hơn 1.000 phương tiện vi phạm được phát hiện qua hệ thống camera giám sát. Cũng trong ngày hôm qua, toàn quốc xảy ra 21 vụ tai nạn giao thông, làm 9 người thiệt mạng và 17 người khác bị thương. Theo báo cáo của Cục Quản lý Khám chữa bệnh, trong 5 ngày nghỉ Tết, số ca khám, cấp cứu vì tai nạn giao thông, tai nạn đánh nhau, tai nạn do vũ khí hay vật liệu nổ đều giảm, từ 18% đến 40% so với cùng kỳ Tết năm ngoái. Nhưng riêng tai nạn do pháo nổ tăng nhẹ gần 8%. Sau 5 ngày nghỉ Tết, đã có 310 trường hợp khám, cấp cứu do pháo nổ các loại, nhiều hơn 24 ca so với cùng kỳ Tết năm ngoái, nhưng không có ca tử vong. Ô tô du lịch được cho là do một phụ nữ điều khiển bất ngờ mất lái, lao lên vỉa hè. Vụ việc khiến nhiều đá hoa cương của cửa hàng kinh doanh tại Quảng Bình bị thiệt hại. Điều đáng bàn là tài xế sau đó nhanh chóng bỏ đi.
Sự việc xảy ra lúc 2 giờ 45 phút sáng nay ngày 6 tháng 2, xe ô tô du lịch do một nữ tài xế điều khiển. Khi đến ngã ba Hoàng Lão, thị trấn Hoàng Lão, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, thì nữ tài xế không làm chủ được tay lái, bất ngờ lao lên vỉa hè, tông nát nhiều phần đá hoa cương của một cửa hàng kinh doanh. Sau khi xảy ra tai nạn, nữ tài xế bước ra và kiểm tra xem phương tiện có bị hư hỏng gì không và đưa những mảnh vỡ bị mắc kẹt dưới bánh xe ra rồi nhanh chóng bỏ đi. Thời điểm xảy ra tai nạn, trên xe còn có hai người khác ngoài tài xế nhưng may mắn không ai bị thương. Người dân bức xúc trước hành vi của người điều khiển sau khi xảy ra tai nạn, không giữ nguyên hiện trường để giải quyết hậu quả mà bỏ đi. Đêm ngày 5 tháng 2, một xe container chở theo hàng chục tấn hàng khi vào cua trên đèo Lò Xo đã bị lật ngang. Đến 1 giờ 30 sáng nay, lực lượng chức năng huyện Đắc Cơ Lây, Kon Tum vẫn đang khẩn trương khám nghiệm hiện trường tai nạn. Theo đó, vào khoảng 21 giờ ngày 5 tháng 2, xe container lưu thông trên quốc lộ 14 hướng từ huyện Ngọc Hồi đi huyện Đắc Cơ Lây, Kon Tum. Khi xe lưu thông đến km 1440+490 thuộc huyện Đắc Cơ Lây, thì xe vào cua và bất ngờ bị mất lái rồi lật ngang đường. Dù tai nạn rất may không có thương vong về người, nhưng khiến xe container hư hỏng nặng. Được biết đèo Lò Xo quanh co nguy hiểm nên thường xuyên xảy ra tai nạn nếu tài xế không quen đường. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được tiếp tục điều tra làm rõ. Do ảnh hưởng dịch, một số người chọn ở lại thành phố để làm thêm dịp Tết để tăng thu nhập. Lợi dụng điều này, nhiều đối tượng đã giả danh nhà tuyển dụng, sau đó chiếm đoạt tài sản bằng hình thức bắt đóng phí. Trong và sau Tết, nhu cầu tuyển dụng lao động tăng cao. Thời gian này, nhiều lao động chọn làm thêm để tăng thu nhập. Ngoài việc tìm trực tiếp, nhiều người chọn cách tìm việc trên các trang mạng xã hội, tìm việc online, tuy nhiên lại tiềm ẩn nhiều nguy cơ tiền mất tật mang. Quan tâm đến nhà tuyển dụng những cái dấu hiệu sau đây. Thứ nhất là cái thông tin tuyển dụng không rõ ràng, không cụ thể. Thứ hai là cái nơi phỏng vấn cũng không có minh bạch. Ví dụ như là quán hẹn gặp ở quán nước, quán cà phê. Thứ ba là cái đơn vị tuyển dụng không phải là nơi trực tiếp tuyển người lao động, mà thường là cái đơn vị môi giới. Những kẻ lừa đảo thường đưa ra mồi nhử, việc nhẹ lương cao, nhưng điều kiện tuyển dụng lại đơn giản, không yêu cầu gì nhiều, thậm chí là không yêu cầu độ tuổi. Sau khi đã rơi vào bẫy lừa đảo, người lao động sẽ được yêu cầu đóng các khoản phí như phí xin việc, phí làm hồ sơ, phí đồng phục, phí đào tạo. Mục đích cuối cùng là lấy được tiền của nạn nhân. Thưa quý vị, lực lượng công an xã đóng góp rất lớn vào công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự tại địa phương. Thông qua nhiều mô hình mới, cách làm hay, họ đã quản lý chuyển hóa tốt địa bàn, mang lại sự bình yên cho người dân ngoại thành, thành phố Hồ Chí Minh, nhất là những dịp lễ Tết. Xã Bình Mỹ, huyện Củ Chi có hơn 53.000 dân, trong đó 61% là dân tạm trú và lưu trú. Địa bàn rộng, địa hình khó đi. Tuy nhiên, với việc ứng dụng camera an ninh kết hợp mô hình tổ tự quản khu nhà ba chung, lực lượng công an xã Bình Mỹ đã góp phần mang đến một cái Tết yên vui cho người dân. Nói về an ninh trật tự thì trong này chúng tôi đặc biệt là có camera rất là yên tâm. Rồi các anh công an thường xuyên khu phố dân phòng thường thường là 1-2 tối là đều có thường đi qua 1-2 lần. Cái quản lý, rà soát đối tượng, số điện thoại bàn và số điện thoại di động và cái mở một cái Zalo để cho người dân cập nhật và phản ánh cái tình hình về an ninh trật tự cũng như là các cái vụ việc phức tạp trên địa bàn. Qua cái nhóm Zalo thì công an xã cũng đã ghi nhận được một số trường hợp và đã xử lý. Lực lượng công an xã ở thành phố Hồ Chí Minh đã đạt được những kết quả bước đầu đáng tự hào. Sẽ có những giải pháp căn cơ để lực lượng này đạt kết quả bền vững. Thông tin cập nhật, một vụ tai nạn giao thông liên hoàn giữa hai ô tô khách và một xe tải trên cao tốc Pháp Vân Cầu Giẻ. Sự cố khiến giao thông bị kẹt cứng kéo dài nhiều cây số. Vào khoảng 12 giờ cùng ngày, ba ô tô trong đó có hai xe khách và một xe tải đã xảy ra va chạm, khiến chiếc xe tải bị giăng vào sát lề, xe khách 16 chỗ móp méo hư hỏng nặng phần đuôi. Vụ tai nạn khiến nhiều người trên xe khách bị một phen hoảng sợ, kẹt xe cục bộ hướng từ các tỉnh về Hà Nội, giao thông trên cao tốc bị kẹt cứng kéo dài nhiều km. Nhận tin báo, lực lượng chức năng đã khẩn trương khám nghiệm hiện trường khắc phục sự cố do tai nạn gây ra. Một vụ cháy xe đã xảy ra vào khoảng 13 giờ 30 trưa nay tại quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng. Chỉ trong ít phút, ngọn lửa nhanh chóng bao trùm chiếc xe. Vào thời điểm trên, xe máy do một nam thanh niên điều khiển trên đường Tôn Đức Thắng. Khi đến ngã tư thì xe bất ngờ bốc cháy dữ dội. Phát hiện sự việc, nam thanh niên đành dứt xe bỏ chạy vì bất lực trước ngọn lửa. Người dân và người đi đường chứng kiến nhưng cũng không thể dập lửa tại chỗ. Sau khoảng 10 phút, chiếc xe máy cháy trơ khung nằm giữa đường. Nhận tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt để xử lý hiện trường. Nguyên nhân dẫn đến sự cố đang được tiếp tục điều tra làm rõ. Chương trình 60 giây hôm nay xin được khép lại tại đây. Kính chúc quý vị có một buổi tối yên ả, chuẩn bị năng lượng cho một tuần làm việc mới sau kỳ nghỉ dài.
Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình 60 giây sáng mai phát sóng trên hai kênh HTV7 và HTV9 lúc 6:30. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin kính chào tạm biệt.